là khoảng 9:30 là phải cho các anh chị nghỉ trưa. Thế nhưng mà vì là các anh chị cũng hỏi rất là nhiều và tôi rất là thích. Bởi vì tôi quan điểm là mọi người đi học, mọi người phải nhận được giá trị, nhận được kiến thức. Đúng không ạ? Mọi người cứ đặt câu hỏi buổi chiều nay thế. Tôi muốn mọi người đặt nhiều câu hỏi vào. Ví dụ như là em muốn thế này, em muốn thế kia. Em đang gặp phải vấn đề khó khăn như này, em gặp phải vấn đề khó khăn như thế khác. Vâng, đừng quan tâm đến chuyện là tôi sẽ thuyết trình bao nhiêu nội dung. Đúng không ạ? Và kế hoạch của tôi là bày 9 món, nhưng mà các bạn mà ăn 4 món đã thấy đủ ngon, đủ no rồi, chúng ta không cần bày thêm. Không sao cả, được chưa ạ? Biết là mọi người cảm thấy là có giá trị là được. Vâng, thế nên tôi sẽ xin phép như thế này ạ. Trong buổi sáng nay thì tôi có trao đổi với mọi người hai nội dung và một cái phần thảo luận câu hỏi rất là hay của các anh chị với khoảng 6-7 câu hỏi. Và nội dung thứ nhất là tôi trình bày và chia sẻ với các anh chị những cái sai lầm trong bán hàng trực tuyến, đúng không ạ? Có rất là nhiều các cái sai lầm như là mình không tự tin, mình chọn sản phẩm không tốt, mình suy nghĩ nhiều, hành động thì chẳng được là bao nhiêu, mình không cố gắng, mình không sáng tạo, mình không học hỏi, đúng không ạ? Đấy là một số những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Và tôi hy vọng rằng là với cái phần chia sẻ đó là giúp các bạn đã hiểu ra và các bạn sẽ có cái sự thay đổi tức thì. Các bạn biết đấy, tôi là giảng viên đại học và tôi có công ty riêng, nhưng mà tôi vẫn dành rất là nhiều thời gian cho việc học tập. Nếu mà tôi nói cái điều này tôi chứng minh cho mọi người là đúng ạ. Các bạn có tin là tôi học 5 trường đại học không ạ? Vâng, các bạn không tin đúng không ạ? Tôi tốt nghiệp 4 trường đại học đấy ạ. Vâng, tức là tôi nói là tôi rất là chăm chỉ học thì phải có minh chứng chứ ạ. Chứ nói xong người thầy nói thế, thầy đứng đây, thầy nói gì chả đúng. Nhưng mà tôi tốt nghiệp 4 trường đại học và tôi có 2 bằng thạc sĩ ạ. Cho nên là ở cái study mà tôi để đây, nhân viên của tôi ghi là MBA.thạc sĩ. Thế tôi bảo nếu mà thằng khác mà bọn nó, các bạn làm kỹ thuật viên mà thằng khác viết thế này là sai đấy. Tại vì MBA chính là thạc sĩ, mà thạc sĩ chính là MBA, tại sao lại ghi này? Nhưng mà với tôi thì tôi lại đồng ý, bởi vì tôi có 2 bằng thạc sĩ, một bằng MBA về kinh doanh và một bằng MBA về luật. Đấy, thế nên hôm qua tôi ngồi tôi cứ nhìn cái này, tôi bảo là đúng là với người khác thì là sai, nhưng mà với tôi thì lại là đúng. Đấy, MBA tức là thạc sĩ về mặt học vấn, nhưng mà tôi lại có một bằng MBA và một bằng MA. Tôi đã giải thích như vậy thì mọi người cũng cố gắng lên, đúng không ạ? Vì chúng ta công việc kinh doanh thì chúng ta còn kinh doanh rất là dài. Chúng ta không bán sản phẩm này, chúng ta bán sản phẩm khác. Chúng ta không làm cái này, chúng ta làm cái khác. Kỹ năng của chúng ta luôn liên tục cần phải cập nhật, được chưa? Và thứ hai là tôi có hướng dẫn cho mọi người là phát triển cái trang cá nhân, profile cá nhân của mình bán hàng. Có một số cái điều quan trọng, thứ nhất là hình ảnh của mình phải đẹp, chuyên nghiệp nhá, đầu tư vào. Thứ hai là mình phải viết bài liên tục, bài vở thì theo công thức, được chưa? Và thứ ba là mình phải viết bài làm sao mà nó phải cuốn hút, để làm sao mà có hàng trăm, hàng nghìn lượt chia sẻ. Đấy, thì tôi muốn tổng kết buổi sáng. Và theo trao đổi của tôi với lại chị Trang thì ngay bây giờ thì chúng ta kết thúc phần buổi sáng. Và xin mời tất cả các anh chị đại lý, chúng ta sẽ sang bên này nhà hàng ăn trưa, được chưa ạ? Vâng. Sau đó thì chúng ta sẽ quay lại đây vào lúc 1 giờ. Bây giờ là 12 giờ nhá. Chúng ta sẽ quay lại hội trường lúc 1 giờ kém 5, bởi vì chúng ta là người chuyên nghiệp, chúng ta không sai giờ. Tại sao lại quay lại lúc 1 giờ kém 5? Để chúng ta lục tục cho nó vừa 1 giờ. Đúng 1 giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình buổi chiều nay. Đấy, và chúng ta sẽ học chơi giải lao đến 4:30 và chậm nhất là 5 giờ chúng ta sẽ kết thúc. Được chưa ạ? Để trả hội trường cũng như các anh chị ra về chụp ảnh lưu niệm vân vân. Rồi ạ, có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Vâng, xin mời các anh chị nghỉ ạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào, phó tay.